Xin chào các bạn, mình tên là Phạm Giang Linh. Mình vừa hoàn thành chương trình lớp 11 bên trường Trung học phổ thông London Soap và mình chuẩn bị học chương trình dự bị và đại học ở bên trường Đại học Olacon. Trước đây mình có và mẹ có tìm hiểu qua các công ty tư vấn và du học Úc, nhưng mà mình đã được bác Thủy, bác của mình giới thiệu đến 360 Connect và hiện tại bác đang có 4 chị học tập và làm việc ở bên Úc. Trước đây các chị đã được 360 Connect hỗ trợ xin visa du học Úc thành công. Khi đến công ty thì các anh chị của 360 Connect đã tư vấn cho mình rất nhiệt tình về khóa học, chương trình học cũng như là định hướng cho mình nên duy trì cái điểm số ở trên lớp thật cao. Và nhờ sự định hướng đó thì mình đã đạt được điểm số cao trên lớp và cuối cùng thì đạt được học bổng 50% của trường Đại học Olacon. Sau khi hoàn thiện hồ sơ thì mẹ và mình rất là lo lắng và hồi hộp chờ đợi kết quả. Nhưng mà điều bất ngờ là chỉ trong vòng một tuần sau khi làm việc thì mình đã nhận được visa du học Úc và đây là visa của mình. Mình cảm thấy rất là may mắn khi đã biết được đến 360 Connect và em xin chân thành cảm ơn các anh chị của 360 Connect đã giúp đỡ và hỗ trợ em trong suốt quá trình xin visa du học Úc. Và em hy vọng là các anh chị sẽ tiếp tục đồng hành và giúp đỡ em trong suốt thời gian em du học tại Úc.